Nhi công khai ăn mừng. Hà Hồ vô tình để lộ ảnh vòng hai to rõ giữa thai kỳ. MV có chắc yêu là đây là top trending tại Hàn. Netizen xứ Kim Chi nghi vấn Sơn Tùng MVP và fan dùng chiêu trò. Đạt 20 giải học sinh giỏi quốc gia, một lớp học được thưởng gần nửa tỷ đồng. Thanh niên 27 tuổi vẫn chưa dẫn bạn gái về ra mắt, mẹ sốt ruột, bữa cơm nào cũng than, không có người yêu là hèn. Câu chuyện tình trong như đã, mặn ngoài còn e của anh Tú và Diệu Nhi luôn luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Và mới đây, cặp đôi này lại tiếp tục đăng ảnh kỷ niệm 5 năm yêu nhau, khiến nhân dân tình được một fan trầm trồ. Anh Tú và Diệu Nhi là cặp đôi được yêu thích và đẩy thuyền trong showbiz Việt. Tuy nhiên, có khoảng thời gian cả hai vướng tin đồn đã toang vì không còn tương tác, thậm chí không chia sẻ bất kỳ hình ảnh chung nào. Cách đây một tháng, cặp đôi để lộ chi tiết chứng minh cùng nhau đi du lịch ở đảo Lý Sơn cùng gia đình vô cùng thân thiết, cho thấy việc giãn nứt chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Anh Tú và Diệu Nhi đã khiến cho người hâm mộ dần dần thích thú khi để lộ chi tiết chứng minh cả hai đang cùng nhau đi du lịch. Anh Tú bất ngờ đăng clip sống ảo ở biển, Thánh Soi nhanh chóng phát hiện cảnh quay có nhiều nét hao hao với loạt ảnh bên gia đình được Diệu Nhi chia sẻ cách đó một ngày. Chưa kể, Diệu Nhi còn đăng tải ảnh chụp nắm tay một người đàn ông giấu mặt để lộ chiếc áo trắng giống áo bên trong của anh Tú đang diện. Việc cùng nhau đi du lịch đã chứng minh mối quan hệ tốt đẹp của anh Tú với gia đình của Diệu Nhi. Đây cũng là lần hiếm hoi đôi trai xinh gái đẹp để lộ bằng chứng đang bên nhau rõ ràng ràng như thế này. Dù ít công khai nhưng Diệu Nhi liên tục bị các Thánh Soi nhìn ra ẩn ý của mình trong chuyện tình cảm. Điển hình là mới đây, cô nàng vừa chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn và đơn giản 1828 kèm theo một hình trái tim. Ai tình ý sẽ hiểu ra ngay rằng 1828 có thể là số ngày mà cô cùng với anh Tú yêu nhau, tương đương với 5 năm hẹn hò. Bởi một năm trước đây cũng vào ngày này, cô cũng từng đăng tải hình ảnh với 4 con số tượng trưng cho 4 năm. Cặp đôi này đúng là trai xinh gái đẹp, ủn bông đẩy thuyền cho anh chị đến với nhau thôi anh em nhỉ. Bông hoa đó, vốn nghĩ không thuộc về anh. Chỉ là anh đi qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Mấy tháng trở lại đây, cư dân mạng đồn đoán rằng Thu Ngọc Hà đang mang bầu với Kim Lý. Tuy nhiên thì nữ hoàng giải trí vẫn liên tục giữ im lặng. Và mới đây nhất, nữ ca sĩ cũng đã để lộ vòng 2, khiến cho dân tình không còn nghi ngờ gì nữa. Những ngày gần đây, dân tình xôn xao đồn đoán chuyện Hồ Ngọc Hà đang mang thai. Người hâm mộ nhận ra vụ ăn mặc của Hồ Ngọc Hà có sự thay đổi rõ rệt, hình thể có phần tròn trịa hẳn lên. Nếu như trước đây, nữ hoàng giải trí chăm diện váy ôm sát khoe những đường cong trên cơ thể, thì liên tục một tháng trở lại đây, cô chỉ diện váy áo rộng thùng thình, khéo léo che chắn vòng hai. Đây không phải là lần đầu tiên Hà Hồ vướng tin đồn bầu bí, nhưng ở lần trước, cô khéo léo phủ nhận nhanh chóng. Còn ở lần này, nữ ca sĩ tuyệt nhiên giữ im lặng. Trên trang cá nhân, cô vẫn cập nhật cuộc sống cũng như công việc của mình. Ngoài ra còn có tin đồn tiết lộ nữ hoàng giải trí đang mang thai đôi. Là một trong những mẹ bầu hot nhất vì biết, tuy nhiên Hà Hồ vẫn rất cẩn trọng và kiên quyết không để lộ vòng hai đã to lên từng ngày. Suốt thai kỳ, nữ hoàng giải trí ghi điểm bởi thần sắc tươi tắn và rạng rỡ. Dù con gái quyết giấu thì mới đây, mẹ ruột của Hà Hồ lại vô tình để lộ vòng hai đã to rõ và ra chuẩn dáng mẹ bầu của nữ hoàng giải trí. Cụ thể, mẹ ruột của Hà Hồ đã chia sẻ loạt ảnh được ghi lại trong kỳ nghỉ mát sang chảnh của cả nhà. Thay vì dùng tay hoặc đồ vật để che bụng như mọi khi, Hà Hồ lại khá thoải mái để lộ vòng hai đã nhô lên rõ khi chụp ảnh cùng gia đình. Qua khoảnh khắc được chia sẻ cũng dễ dàng nhận ra tổng thể body của Hà Hồ đã tròn trịa hơn hẳn. Mẹ bầu còn mang dép thấp để di chuyển an toàn trong thai kỳ. Chúc mừng cho anh chị, sau này nhóc tí sinh ra sẽ sở hữu đôi chân thon dài của cả bố mẹ đây.
Sơn Tùng MTP với MV Có Chắc Yêu Là Đây đang nổ ra rất nhiều tranh cãi. Và mới đây nhất, các netizen của Hàn Quốc đang đặt ra nghi vấn rằng liệu có phải MV này đang dùng chiêu trò để có thể lọt top trending YouTube Hàn Quốc hay không? Chỉ mới ra mắt Có Chắc Yêu Là Đây chưa lâu, Sơn Tùng MTP đã phá đảo chính mình ở nhiều thành tích như trở thành MV Việt Nam có lượt xem công chiếu nhiều nhất với 901.000 người xem và cũng là top 4 toàn thế giới ở thành tích này. Có Chắc Yêu Là Đây nhanh chóng đạt được 10 triệu view sau đúng 3 tiếng, xoán luôn cả Ngôi Vương của Blackpink và chính thức trở thành MV V-pop có tốc độ top 1 trending nhanh nhất tính đến thời điểm hiện tại khi chỉ mất khoảng hơn 4 tiếng. Có thể gọi MV này của Sơn Tùng MTP là siêu phẩm vì chỉ sau 24 giờ ra mắt, sản phẩm này đã đạt được những thành tích khủng khiếp. Trong đó, khoản càn quét top trending YouTube của nam ca sĩ sinh năm 1994 đã khiến cho khán giả mắt chữ A mồm chữ O. Theo ghi nhận, MV Có Chắc Yêu Là Đây hiện đã và đang tiếp tục giữ ngôi vương top 1 trending YouTube tại Việt Nam. Bên cạnh đó, MV này của Sơn Tùng MTP cũng đạt top 1 trending tại Úc và Canada. Đây là điều mà chưa có bất kỳ ca sĩ Việt Nam nào làm được. Ngoài ra, sản phẩm mới toanh của Sơn Tùng MTP cũng đã chính thức phá đảo top trending YouTube của các quốc gia khác như top 3 Đài Loan, top 3 tại Mỹ, top 7 Hàn Quốc, top 8 Đức, v.v. Trong đó, việc MV Có Chắc Yêu Là Đây chiếm trệ nằm ở top trending xứ Hàn, thậm chí là top 6 và hiện tại là top 7 đã trở thành một cuộc tranh cãi lớn đối với netizen xứ Hàn. Bên dưới những diễn đàn cuộc trò chuyện, nhiều bình luận thắc mắc rằng không biết Sơn Tùng MTP là ai, tại sao lại có thể đạt được thành tích cao đến như vậy, hoặc những bình luận khó nghe như kiểu gian lận, dùng thủ thuật để đạt top trending. Điều đó chứng tỏ đến thời điểm lúc này, dân Hàn vẫn chưa thể tin được một ca sĩ ngoại quốc Việt Nam lại có thể đạt được thành tích đáng nể như vậy. Cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng ekip của Sơn Tùng MTP đã dùng thủ thuật đổi VNP, một cách fake IP để thay đổi quốc gia khác với IP mạng quốc gia của người dùng. Điều này sẽ giúp cho MV Có Chắc Yêu Là Đây là top trending tại quốc gia của họ. Netizen xứ Hàn đã bình luận: người Hàn không xem đâu, thật lòng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy. Nghe nói là top trending cả Mỹ lẫn Anh, tôi đoán có vẻ là vì quảng cáo. Tóm lại là dù ai nói ngả nói nghiêng thì trái tim này cũng vẫn trao cho anh mà thôi phải không anh em? Gần 500 triệu đồng, với lý do là gần như cả lớp đều đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Năm học 2019-2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định thưởng tổng số tiền là 4.536 tỷ đồng cho 1.286 học sinh và gần 500 giáo viên có học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia và cấp tỉnh. Cụ thể, thưởng cho 81 học sinh trung học phổ thông đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2019-2020 với số tiền thưởng là 1.950 tỷ đồng. Trong đó, mỗi giải nhất, nhì, ba và khuyến khích lần lượt được thưởng ở các mức 40, 30, 20 và 15 triệu đồng. Thưởng cho 35 giáo viên có học sinh đạt giải số tiền là 1.560 tỷ đồng. Trong đó, mỗi giải nhất, nhì, ba khuyến khích lần lượt là 30, 24, 16 và 12 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng cho học sinh và giáo viên có thành tích cao trong học tập năm nay của tỉnh Vĩnh Phúc lên tới gần 4,6 tỷ đồng. Trong đó, có học sinh lớp 12A7 trên sử địa được thưởng nhiều nhất với 490 triệu đồng. Xếp sau đó là lớp chuyên hóa với 280 triệu đồng, chuyên lý với 250 triệu đồng và chuyên toán với 210 triệu đồng. Với số lượng 81 trên 90 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia chiếm tới 90%, đây là tỷ lệ có giải cao nhất trên toàn quốc và cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử của nhà trường. Để làm được điều này, bên cạnh nỗ lực của thầy và trò còn có việc quan tâm của các cấp lãnh đạo tạo động lực khích lệ thầy cô hăng say hơn trong việc dạy học, hiệu trưởng của trường chia sẻ. Cụ thể, sau khi ăn cơm xong, bà mẹ lập tức nhắc nhở: con không có ai là hèn. Mặc cho anh con trai phản biện, đầy đứa cũng chưa có ai, bà vẫn một mực, vậy thì hèn hết. Bà còn thách thức: con có cần thật không? Chỉ cần con không rụt cổ vào là mẹ đưa con đi xem mặt ngay trong ngày mai. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đa số dân mạng đều tỏ ra thích thú vì bà mẹ rất tâm lý này. Nhiều người còn cho biết đây là tình trạng chung của giới trẻ hiện nay. Được biết, chủ nhân của clip tên là Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1994 tại Hà Nội.
Theo đó, năm nay dù đã 27 tuổi nhưng anh chàng vẫn chưa một lần dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Trước đó mình cũng từng có bạn gái nhưng vì cảm thấy chưa đủ tình cảm nên chưa dẫn về nhà. Thậm chí bố mẹ còn giới thiệu bạn gái cho mình cơ. Mình lại là người không thích chuyện mai mối cho lắm nên cũng không đi đến đâu cả. Văn Đức chia sẻ. Ở tuổi của Văn Đức, đa phần bạn bè đã lấy vợ khiến anh đôi khi cũng cảm thấy lo lắng và có phần áp lực. Mình cũng sợ sau này mình thì ngày một già đi, trong khi con cái thì quá ít tuổi, nhưng cũng chỉ biết tự trấn an là do duyên chưa tới. Vì việc này mà bố mẹ Đức luôn cảm thấy áp lực thay cho con trai, bởi khi trong nhà có hai người con, anh cả của Đức đã lấy vợ, chỉ còn Đức như một quả bom nổ chậm. Bởi vậy, cứ trong mỗi bữa cơm, từ bố đến mẹ thay phiên nhau giúp con trai nhanh chóng tìm bạn gái rồi sớm yên bề gia thất.